Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Thủy họa chưa buông tha người Trung Quốc, lũ lụt mới ập đến khi người dân say giấc. Lũ lụt tiếp tục gây ra tàn phá ở các thành phố và khu vực nông thôn ở miền Trung Trung Quốc vào sáng sớm, giết chết người dân khi họ còn đang ngủ. Nước lũ đang dâng cao tới 3,5 mét tại thị trấn Liêu Lin của tỉnh Hồ Bắc sau trận mưa lớn bắt đầu vào thứ Tư. Trận mưa xối xả khiến hơn 2.700 ngôi nhà và cửa hàng bị hư hại, với 221 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, các nhà chức trách cho biết đã có 21 người bị thiệt mạng cùng với 4 người mất tích. Một nhà phân tích nói với The Epoch Times rằng, con số đó có thể không phản ánh tổng số thương vong thực tế vì chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc thường cắt giảm số liệu khi báo cáo thấp về thương vong do lũ lụt. Một người dân thường họ Lee cho biết còn rất nhiều người bị chết nữa. Trao đổi với The Epoch Times, anh nói rằng vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào. Một nhân viên cứu hộ dân sự nói với The Epoch Times rằng số người chết thực sự vẫn chưa được biết. Nước lũ lên quá nhanh, lên tới hơn 3 mét. Hiện chúng tôi đang làm sạch lớp bùn dày. Vào lúc 22 giờ, cơ quan khí tượng địa phương đã ban hành báo động đỏ nghiêm trọng nhất ở Liêu Linh với lý do mưa cực lớn đổ bộ vào khu vực. 5 giờ sau, một trận lũ quét qua thị trấn khi người dân nơi đây còn đang ngủ. Các tầng đầu tiên của tất cả các tòa nhà dọc theo một con đường ở trung tâm thị trấn đã bị nhấn chìm ngay sau đó. Một chủ cửa hàng họ Du thuật lại, chỉ nửa giờ trước khi lũ lụt xảy ra, chính quyền đã bắt đầu sử dụng loa phóng thanh của xe cảnh sát để cảnh báo mọi người. Tuy nhiên, anh này phàn nàn rằng lời cảnh báo đã đến quá muộn. Trao đổi với The Epoch Times, ông chủ Du nêu rõ, người dân đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát vào sáng thứ Năm, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của nó. Anh Du cho biết thêm, còi báo động của cảnh sát có thể đã không đánh thức được một số người do cơn mưa như chút nước. Anh ấy nhìn nhận nếu có thêm nhiều sĩ quan hơn có thể đánh thức người dân qua loa hoặc gõ cửa, nhiều người khác sẽ thoát khỏi trận lũ lụt. Anh nói không còn gì trong cửa hàng của tôi bây giờ, tất cả đã biến mất cùng với lũ lụt. Mọi hộ gia đình đều bị thiệt hại, tôi không biết liệu mình có thể nhận được tiền bồi thường hay không. Anh Du hiện đang trú ẩn tại một trường học. Trận lụt kinh hoàng đã làm hư hỏng nguồn cung cấp điện và các phương tiện giao thông bị ngưng trệ. Truyền thông nhà nước China Daily dẫn nguồn từ văn phòng khẩn cấp tỉnh cho biết ước tính thiệt hại lên đến hơn 16 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt theo mùa, nhưng năm nay đặc biệt nghiêm trọng với những trận mưa xối xả từ trung tâm đất nước đến tận Bắc Kinh. Tháng trước, 12 triệu người ở một thành phố miền Trung khác là Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam đã phải hứng chịu lượng mưa lớn trong 3 ngày, tương đương với lượng mưa trung bình của một năm. Các nhà chức trách báo cáo có 302 người chết vì lũ lụt cùng 50 người mất tích. Người ta nghi ngờ dữ liệu chính thức về số người tử vong do trận lũ này vì chính quyền đã phải điều động cả quân đội và cảnh sát để bảo vệ khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đó là một đường hầm dài 2,5 dặm, khoảng 4 km đã bị ngập trong nước trong vòng 5 phút. Các nhà báo nước ngoài đưa tin về một đoàn tàu ngầm bị nhấn chìm trong trận lũ này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc truy lùng và sách nhiễu. Chế độ độc tài này cũng đã bắt ra một nhiếp ảnh gia truyền thông nhà nước. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn cấm người dân để tang những người đã bị chết đuối ở lối vào của một ga tàu điện ngầm. Dự báo sẽ có thêm mưa lớn trên khắp miền Đông và Nam Trung Quốc, bao gồm cả tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của nước này cho biết. Lũ lụt và động đất tàn phá khắp Trung Quốc, tỉnh Giang Tây chuẩn bị vào thế chiến. Chủ tịch tỉnh Giang Tây là ông Liu Qiu tuyên bố toàn tỉnh cần chuẩn bị vào thời chiến, đồng thời yêu cầu toàn tỉnh chuẩn bị ứng phó với trận lũ lụt nặng nề và một thảm họa lớn. Chính phủ Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ lên mức cao thứ hai trong bối cảnh 27 tỉnh của nước này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lụt và mưa lớn không ngừng. Trong khi đó, tại các khu vực dọc bờ sông Dương Tử, trải dài hàng nghìn km, mực nước đã dâng lên mức báo động cao nhất. Mực nước sông Dương Tử tại một số khu vực ở thành phố Vũ Hán, nơi virus corona Vũ Hán bùng phát đầu tiên, đã dâng cao 28,76m, vượt quá mặt đất 4,76m. Người dân thành phố này đã phải sử dụng các bao cát để nâng cao và gia cố đê quanh sông.
Giới chức ước tính mực nước sông có thể tăng lên 29 mét, nghĩa là cao hơn 5 mét so với mặt đất. Một số thị trấn ở tỉnh Giang Tây gần khu vực sông Dương Tử gần như bị nhấn chìm hoàn toàn. Trong khi đó, một trận động đất 5,1 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Đường Sơn ở phía bắc Trung Quốc. Trận động đất đã khiến các tòa nhà không kiên cố bị hư hại. Cùng ngày, các quận Lục Xuân ở tỉnh Vân Nam, Nhược Nhĩ Cái ở tỉnh Tứ Xuyên và Vu Sơn ở các thành phố Trùng Khánh cũng ghi nhận các trận động đất lần lượt là 4,4 độ, 4,0 độ và 3,0 độ Richter. Giới chức thông báo rằng hàng triệu người đã phải di dời, ít nhất 141 người chết hoặc mất tích. Tuy nhiên, với lịch sử che giấu thông tin của chính quyền Trung Quốc, các chuyên gia lo ngại rằng con số thực tế cao hơn nhiều. Chống vỡ đê tại tỉnh Giang Tây. Tỉnh Giang Tây phía Nam Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ cao nhất sau khi đê tại một số khúc sông Dương Tử bị nứt, khiến một số quận bị ngập lụt nghiêm trọng. Truyền hình Trung Quốc CCTV cho biết tỉnh Giang Tây có 2.545 km sông Hồ, trong đó nước tại 2.242 km đã dâng vượt quá mức báo động. Nước từ các con sông bao gồm sông Rào, sông Xin, sông Siêu và sông Trang cũng đã tràn qua đê. Tại khu vực hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, mực nước đang dâng với tốc độ chưa từng thấy. Theo chuyên gia kiểm soát lũ lụt hàng đầu tỉnh Giang Tây Su Weiming, mực nước hồ Bà Dương đã tăng hơn 53cm mỗi ngày trong 3 ngày qua. Hiện tại, mực nước hồ này đã cao hơn 2m so với mức báo động. Chủ tịch tỉnh Giang Tây là ông Liu Qi tuyên bố toàn tỉnh cần chuẩn bị vào thời chiến. Ông Liu yêu cầu toàn tỉnh chuẩn bị cho trận lũ lụt nặng nề và một thảm họa lớn. Chính quyền địa phương tại hai thị trấn Manchuan và Yangjingju thuộc thành phố Cửu Giang đã ra lệnh người già, trẻ em và người bị bệnh phải rời khỏi nhà ngay trong ngày. Những người khác chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Trên các trang mạng xã hội, giới chức tại thị trấn Giang Châu thuộc thành phố Cửu Giang kêu gọi những người lao động ở xa từ 18 đến 60 tuổi trở về hỗ trợ phòng chống thiên tai với lý do nhân lực thiếu hụt nghiêm trọng để gia cố các con đập. Thảm họa thiên tai đã gây ra thiệt hại quá sức tưởng tượng cho các doanh nghiệp địa phương. Trong một video được đăng trên mạng xã hội, một chủ nhà máy sản xuất trà tên Zheng ở quận Xi, tỉnh An Huy, Trung Quốc cho biết 100.000 tấn trà đã trở thành rác sau khi bị ngâm trong nước lũ nguyên một đêm. Theo Beijing News, ông Zheng lo lắng rằng ông không thể đền bù cho hơn 1.000 nông dân đã cung cấp lá chè cho ông. Cảnh báo lũ lụt mức cao nhất tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin tỉnh Giang Tây phía Nam Trung Quốc đã nâng cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất. Dự báo một trận lũ lụt lớn có thể xảy ra do tràn nước từ một hồ nước lớn đổ vào sông Dương Tử, trong bối cảnh mưa lớn liên tục gây ra lũ lụt trên gần như toàn quốc. Tờ Nhân dân Nhật báo cho biết chính quyền tỉnh Giang Tây đã nâng mức ứng phó lũ lụt từ mức 2 lên mức 1. Mức cảnh báo 1 là mức cao nhất trong thang cảnh báo 4 mức của Trung Quốc. Chính quyền tỉnh này cảnh báo các thảm họa có thể xảy ra như vỡ đập, lũ lụt bất thường tại những khu vực gần các con sông. Trong hơn một tháng qua, mưa lớn diễn ra liên tiếp tàn phá các khu vực trên khắp Trung Quốc. Một số thành phố dọc theo sông Dương Tử đều đã đưa ra cảnh báo lũ lụt mức cao nhất. Sông Dương Tử có thể bị vỡ đê tại một số khúc sông nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài. Chính quyền tỉnh Giang Tây cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra tại các khu vực gần hồ Bà Dương. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc chảy vào sông Dương Tử tại khu vực gần thành phố Cửu Giang. Kênh truyền hình nhà nước CCTV cho biết mực nước hồ Bà Dương đang dâng lên với tốc độ chưa từng thấy và đạt tới 22,65 mét tại thời điểm 9 giờ tối qua, vượt qua mức cao kỷ lục xảy ra vào năm 1998 và đã vượt mức an toàn là 19,5 mét. Thị trấn Giang Châu nằm trên một hòn đảo ở giữa con sông dài nhất châu Á thuộc khu vực cuối hồ Bà Dương. Giới chức thị trấn này đã kêu gọi trên các trang mạng xã hội rằng tất cả mọi người từ thị trấn trong độ tuổi từ 18 đến 60 hãy trở về thị trấn và hỗ trợ phòng chống lũ lụt với lý do thiếu người gia cố các con đập. Theo CCTV đưa tin, trận lũ lụt kéo dài 5 ngày lần này đã ảnh hưởng đến 5,2 triệu người dân cư trú tại tỉnh Giang Tây, trong đó có 432.000 người đã phải sơ tán. Trận lụt này cũng đã phá hủy 4,56 triệu hectare hoa màu và làm đổ 988 ngôi nhà, dẫn đến thiệt hại trực tiếp là 6,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 2.153 tỷ Việt Nam đồng. Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cho biết đã cung cấp cho tỉnh Giang Tây các thiết bị phòng chống cần thiết như tàu, lều, giường gấp và chăn.
Đài quan sát quốc gia Trung Quốc đã đổi mức cảnh báo mưa bão sang màu vàng, đồng thời dự báo mưa lớn có thể xảy ra vào thời điểm cuối tuần tại tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh, phía Tây Nam, tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung và tỉnh Hồ Nam phía Nam. Giới chức tỉnh Giang Tô nâng cảnh báo lũ lụt ở khu vực đồng bằng sông Dương Tử lên mức màu cam. Đây là mức cao thứ 3 trong thang cảnh báo 4 mức do lượng lớn nước mưa liên tục đổ vào sông Dương Tử tại khu vực này. Trung Quốc lập kỷ lục mới 21 trận lũ lụt quy mô lớn trong năm 2022. Tính đến nay, Trung Quốc đã trải qua 21 trận lũ lụt quy mô lớn trong năm 2022, gấp 1,6 lần so với những năm trước và đạt mức kỷ lục kể từ năm 1998. Lũ lụt xảy ra trên 6 lưu vực sông chính ở Trung Quốc, bao gồm sông Dương Tử và sông Hoàng Hà. Trong một tuyên bố, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết tổng cộng 833 con sông ở Trung Quốc đã vượt quá mức cảnh báo, nhiều hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, 267 con sông vượt qua mức an toàn và 77 con sông đạt mức cao kỷ lục. Năm 2022, lượng mưa trung bình trên toàn quốc đạt 616mm, nhiều hơn 13% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao thứ hai kể từ năm 1961. Dự báo vẫn sẽ có mưa vừa đến mưa to trong các ngày tới ở một khu vực phía Tây và phía Nam Trung Quốc. Mưa to xối xả dự kiến sẽ xảy ra ở một số thành phố thuộc các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc như Quý Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên và khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây nằm ở phía Nam Trung Quốc. Mực nước tại một số sông lớn ở Đông Bắc Trung Quốc vẫn ở mức cao cho phép hoặc mức cảnh báo. Các bộ ban ngành liên quan của đất nước cam kết sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát lũ một cách vững chắc vì cả nước hiện đã bước vào giai đoạn cuối của mùa lũ. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại!